Rồi, chào bà con cô bác ha. Bữa nay cửa hàng Trường An em xin giới thiệu với bà con cô bác mình đó là một cái mẫu bơm gắn đuôi cho máy xăng ha, máy cút thẳng nha bà con. Máy là 5 ngựa 5, 6 ngựa 5 gì đó, cút thẳng, cút 19. Con bơm này là họng hút gọi là 80. 80 là mình tính từ đây nè nha bà con. Đây nè, họng hút là bự gì nè. Ủa chà bá. Con này là nó cân nặng là 6,5 kg bà con. Nó về nó trong thùng nó như vậy nè. Em nhập về cũng nhiều lắm nha. Con này là mang thương hiệu của thằng Yoko Đài Gon. Mang thương hiệu là IK80. Con này là bơm này gắn đít nha bà con. Có nhiều giải pháp cho bà con mình xài. Nhôm của nó nè, dày dặn nha bà con. Cốt này là cốt 90, ở lộn cốt 19. Em quên lộn lữ hoài. Bà con thông cảm ha. Đồ đạc của nó vậy nè. Ừ, có một nền khó vậy. Nặng nha bà con, bự. Cái giá đỡ điện thoại em hư rồi, em quay này nó hơi lắc lắc, bà con thông cảm ha. Này gắn vô máy 6 ngựa 5 một cái nước lên khủng hoảng luôn. À, cái này là nó để là 76 mm nhưng mà nó là 80 á. Hút sâu 28 m, dòng tua 3.600. Cái này nó để 7 cái gì 7 mét, em không không có đọc này được các bà con. Nên sao đâu không được. Nhưng cái lưu lượng mà nước mà của con bơm mà su mà 80 á, họng như này mà chạy treo go thì nó là 650 chục lít nước trên 1 phút đó nghe. Thì con này tương đương chắc cũng nằm tầm khoảng 600, nói chung là hơn hơn nửa khối nước trên 1 phút đó. Con này là nó nặng là khoảng 6,5 kg. Nặng không bà con? Là phụ tùng của nó. Con này á, là em giao lưu với bà con mình á, là ship có toàn quốc luôn ha. À, giao lưu với bà con mình là giá là 780 ngàn. Em bao ship tận giường cho bà con mình ha. À, bà con nhận hàng rồi bà con thấy ok đúng gì là em nói gì đó. Hàng quá đồ đạc làm sao gì đó, ok rồi bà con thanh toán cho shipper 780 ngàn rồi em bao ship. Chung này không có cần cọc nha bà con cần xài nó cứ liên hệ trực tiếp với em. Qua số điện thoại là 093 4567 095. Rồi cho em xin thông tin về địa chỉ của bà con rồi đó. Rồi em đóng hàng em gửi cho bà con. Em gửi nhanh nhất tháng này tháng mùa hạn. Nước nôi mình thiếu. Con này là mình bơm cho vuông tôm hay là bơm mấy cái ao đầm tôm đó bà con. Rồi tưới cây. Rồi xài bét quay được cũng được. Nói chung mình xài nhiều nhiều, nói chung là anh em ở ngoài ngoài cũng vậy mà anh em ở trong này cũng vậy, người ta về người ta chế người ta chạy xài cho nhiều mục đích. Rồi bà con mình có cái mục đích nào xài thấy hấp dẫn rồi đó thì chia sẻ cho em xem ha bà con. Rồi cảm ơn bà con đã xem hết clip này ha, thì em nói ngắn gọn thôi. Thì xem hết clip này thì bà con cho em một lượt đăng ký, một lượt like ha, để mai mốt em có động lực em lên nhiều clip cho bà con mình xem nữa. Bơm thì bên em nhiều nha, máy nghĩa địa cũng có nữa nha bà con. Rồi 780 ngàn bao ship bà con ơi.